Dạ em chào chị ạ. Chị ơi, chị cho em hỏi là mình đã thực hiện dịch vụ gì tại Thẩm mỹ viện Gang Nam vậy chị ha? Dạ em mới cắt mí mắt, À mình cắt mí dưới hả chị? Dạ. Dạ. Vì sao mà mình biết Gang Nam vậy chị ha? Tại vì người quen của em cũng làm rồi đấy, thì họ rất là hài lòng. Dạ. Và em ở đây rất là uy, thấy là đáng tin cậy. Dạ. Là em đến đây em làm. Dạ, người ta nói trăm nghe không bằng một thấy đúng không? Thì dạ, ngày hôm nay chị trải nghiệm dịch vụ cắt mí thì chị đánh giá như thế nào? Dạ, ở đây em thấy là các chị phục vụ rất là nhiệt tình đấy. Dạ. Và bác sĩ làm cho em ấy cũng rất là cẩn thận đấy chị. Dạ. Rồi chị em đánh rất là hài lòng ấy. Dạ, chị đánh giá cơ sở vật chất ở đây như thế nào chị? Em thấy ở đây là rất tốt đấy chị. Dạ, nếu mà chấm thang điểm thì chị chấm thang điểm mấy chị? Em cho 10. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Chị ơi, mình có thể nhìn vô gương á, mình soi, mình thấy mắt của mình so với cũ á, thì chị đánh giá như thế nào? Em thấy anh bác sĩ ở đây làm rất tốt cho em. Tại dạ, vì cái mắt của em là nó trũng nhiều chị ơi. Dạ. Mình có hài lòng về kết quả này không? Em rất hài lòng chị ơi. Dạ, nãy giờ chị làm chị có thấy đau đớn gì nhiều không? Dạ, không có đau gì đâu chị ơi. Dạ. Rồi, em cảm ơn chị.